Hà Nội với dân số hơn 10 triệu người đang sinh sống, học tập, làm việc là thị trường lớn về tiêu thụ sản phẩm nông sản. Người tiêu dùng thủ đô ưa chuộng sản phẩm đặc sản, rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, chất lượng tốt. Mới đây, với tinh thần hỗ trợ các tỉnh, thành phố quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản niên vụ 2022, tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022 đã được tổ chức. Đây là tuần hàng đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2022 để hỗ trợ các tỉnh tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ của thành phố. Với sự góp mặt của 30 doanh nghiệp, hợp tác xã của 12 tỉnh, thành phố tham dự như Hà Giang, Sơn La, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Cao Bằng, Thái Nguyên, giới thiệu hàng chục mặt hàng trái cây, rau củ các loại cùng nhiều sản phẩm đặc sản địa phương. Tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh, thành phố được tổ chức có ý nghĩa thiết thực trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và các tỉnh, thành phố quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng thủ đô có thêm nhiều lựa chọn tiêu dùng.